Thưa quý vị và các bạn, và nhân loại vẫn đang tiếp tục đi tìm nguyên nhân của COVID-19 để có thể có được một cách ứng phó một cách hiệu quả nhất. Và hiện tại thì tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù là rất nhiều nước phát triển như là Mỹ, Nhật Bản hoặc là các quốc gia EU đã tiêm chủng và phủ vaccine cho người dân, tuy nhiên là số lượng ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng cao. Một số điểm nóng đang ghi nhận ở tại Mỹ, một số vùng cũng đã nổi lên ngay những cái tỷ lệ tiêm chủng cao thì vẫn có người mắc COVID-19. Theo các cơ quan quản lý y tế của Mỹ, biến thể Delta là một nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho số ca nhiễm tăng cao, và đáng lo ngại là số ca tử vong theo ngày ở Mỹ đã tăng cao nhất kể từ 3 tháng vừa rồi. Bên cạnh thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ thì cụm tin vắn ngày hôm nay còn có thông tin từ phía Nam bán cầu đến từ New Zealand, lệnh gia hạn phong tỏa nhưng lại nới lỏng hạn chế tại thành phố lớn nhất cả nước. Trong khi ở tại khu vực Đông Nam Á thì Malaysia cũng bắt đầu tiêm chủng cho thanh thiếu niên, còn Indonesia cũng bắt đầu có những chiến lược để đón du khách quốc tế. Trong vòng 7 ngày, tính đến ngày 19 tháng 9, trung bình số người chết mỗi ngày vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua 2.000 trường hợp. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay, con số này tăng cao như vậy. Theo thống kê công bố ngày 19 tháng 9, trên báo New York Times, Texas và Florida là hai tiểu bang hiện đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nặng nhất, chiếm hơn 30% số ca tử vong của Mỹ. Cụ thể, Florida có số ca tử vong trung bình với COVID-19 là 353 ca một ngày. Khoảng 56% dân số của bang này đã được tiêm chủng. Trung bình số người qua đời mỗi ngày với COVID-19 của Texas là 286 ca. Tiểu bang này đã tiêm vaccine được cho khoảng 50% dân số. Ngày 20 tháng 9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết thành phố Auckland lớn nhất nước này vẫn đang áp đặt lệnh phong tỏa thêm ít nhất là 2 tuần nữa, song một số hạn chế sẽ được nới lỏng. Theo đó, thì các trường học và văn phòng vẫn đóng cửa, song các cơ sở kinh doanh có thể hoạt động với các dịch vụ không tiếp xúc. Tuy nhiên, quy định người dân ở yên trong nhà sẽ vẫn có hiệu lực thêm ít nhất là 2 tuần nữa ở thành phố này. Thủ tướng Ardern cho biết các khu vực còn lại của New Zealand vẫn áp dụng mức cảnh báo cấp độ 2. Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết quốc gia Đông Nam Á này đã chính thức triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên vào ngày 20 tháng 9. Chương trình hướng tới 3,2 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 18 được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Chính phủ Malaysia cũng đặt mục tiêu 80% học sinh hoàn thành chương trình tiêm chủng trước khi năm học 2022 bắt đầu, trong đó ưu tiên cho 1,1 triệu học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 17 hiện tham gia kỳ thi cuối cấp. Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia cho biết, chính phủ nước này đang xem xét chấp nhận du khách nước ngoài đến từ một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và New Zealand do mức độ lây lan virus SARS-CoV-2 tại các quốc gia này thấp. Bộ trưởng cũng cho biết việc mở cửa đón khách du lịch nước ngoài xuất phát từ các đánh giá khả quan về tình trạng dịch COVID-19 trên cả nước và tốc độ tiêm chủng. Đến khi Indonesia đạt được mục tiêu là tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi đầu tiên cho 70% người dân toàn quốc, và nước này sẽ mở cửa trở lại cho người nước ngoài.